Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Thì ở đây mình đang có Samsung Galaxy S10 5G đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Và cái chiếc máy này thì được đưa về thông qua đường nhập khẩu tại XT Mobile. Các bạn có thể tham khảo thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau unbox ra để xem rằng là bên trong chiếc máy này, cái bộ phụ kiện của nó có điểm gì đặc biệt hay không. Và đây thì mình sẽ có chiếc Samsung Galaxy S10 5G với phiên bản mặt lưng có thể đổi màu được. Chúng ta cũng thể gọi rằng là một phiên bản với nắp lưng có màu chuyển gradient rất là đẹp mắt. Và đây sẽ là bộ phụ kiện. Cái điểm đặc biệt ở đây đó là với cái cục sạc này thì chúng ta sẽ có cổng ra là dạng cổng C chứ không còn là cái cổng USB A như những cái cục sạc thông thường nữa. Thì đây chính là cái điểm khác biệt đầu tiên của chiếc S10 5G so với những chiếc S10 cũng như S10 cộng thông thường. Chúng ta sẽ có một cọng cáp, chắc chắn là nó cũng sẽ khác biệt so với những cọng cáp mà các bạn đã thấy. Đây là cọng cáp C2C. Thì đúng rồi, chả bao giờ dùng cái cổng A2C chung với cái này được. Đó, các bạn thấy không? Và như vậy thì các bạn có thể là cắm đầu này cũng được mà cắm đầu kia cũng được, sử dụng cho chiếc S10 5G này quá là ngon lành. Chúng ta vẫn sẽ có tai nghe AKG màu trắng, và cuối cùng ở đây thì đó vẫn là cổng OTG Type-C. Và nói chung rằng là ở những phụ kiện khác thì nó không khác biệt, chủ yếu là nó sẽ khác ở cục sạc này mà thôi. Hay là đến cái phần ốp lưng này thì nó vẫn sẽ là ốp lưng giống như S10 và S10 cộng thông thường. Quay trở lại với chiếc Samsung Galaxy S10 5G mà mình đang có ở đây, thì ở mặt trước như thế này thì chúng ta đã có một sự khác biệt so với cái phiên bản Samsung Galaxy S10 cũng như S10 cộng, khi mà nó sẽ có một kích thước lớn hơn, mà cũng có thể nói rằng đây là chiếc máy dòng S series có màn hình lớn nhất từ trước tới nay với kích thước là 6.7 inch. Độ phân giải chúng ta vẫn sẽ có là 2K+, và tấm nền sẽ là Dynamic AMOLED. Tức là về cái chất lượng hiển thị cũng như là những thứ khác về cái màn hình này, những cái trải nghiệm trên màn hình này mang lại thì nó cũng giống như cái chiếc S10 cộng mà thôi. Nhưng mà về kích thước thì nó đã lớn hơn, nó mang lại cho chúng ta nhiều cái không gian để trải nghiệm hơn trên cái màn hình. Đây cũng là một cái điểm mà nó giúp cho các bạn có thể là sử dụng chiếc máy này tốt hơn. Cái thứ hai mà khác biệt trên cái phần mặt trước của chiếc máy này đó là ở cụm camera. Các bạn sẽ thấy chúng ta vẫn sẽ có hai camera với độ phân giải là 10 megapixel và một camera TOF. Nhưng cái điểm khác biệt ở đây đó là khi mà mình vào bên trong cái phần chụp ảnh selfie này, với cái tính năng lấy nét động, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có thêm một cái đèn hồng ngoại ở đây để có thể hỗ trợ cái camera TOF đo độ sâu một cách tốt hơn. Từ đó thì những cái trải nghiệm khi mà các bạn sử dụng cái camera này với những ứng dụng AR thực tế ảo ấy thì nó cũng sẽ là tuyệt vời hơn so với cái chiếc S10 cộng. Đây là cái điểm nâng cấp ở trên chiếc S10 5G so với cái phiên bản S10 cộng thông thường. Về cấu hình của chiếc Samsung Galaxy S10 5G thì chúng ta vẫn sẽ có con chip là Exynos 9820, 8GB và 256GB bộ nhớ trong. Không rõ là ở ngoài thị trường có phiên bản nào 128 hay là 512 không, nhưng mà hình như mình nhớ không nhầm thì nó chỉ có một phiên bản duy nhất là 256 mà thôi. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có một tùy chọn khác với chiếc Samsung Galaxy S10 5G phiên bản Mỹ với con chip là Snapdragon 855. Và như vậy thì về cái hiệu năng trải nghiệm của chiếc máy này thì nó cũng sẽ không khác gì so với chiếc S10, S10 cộng thông thường, nên là các bạn cũng không cần phải đắn đo về cái vấn đề này. Nhưng sẽ có một điểm khác biệt đó là chiếc máy này sẽ được dùng một cái modem khác để mang lại khả năng sử dụng được 5G. Và chắc hẳn là các bạn sẽ có một suy nghĩ rằng là ở Việt Nam làm gì có 5G thì mua cái chiếc S10 5G này làm gì. Nhưng nếu như các bạn có theo dõi một số thông tin thì hiện nay ở ngoài Hà Nội cũng đã có một trạm phát 5G thử nghiệm rồi. Nên là trong thời gian sớm thôi thì ở Việt Nam chúng ta cũng sẽ có 5G với mạng Viettel để cho các bạn có thể trải nghiệm. Thế nên các bạn cứ mua dần đi, mua về sau đó 1-2 năm nữa có 5G cũng là vừa mà. Thế nhá. Chúng ta sẽ quay ra với phần mặt lưng của chiếc máy này. Thì đây cũng là một cái điểm thay đổi nữa so với chiếc S10, S10 cộng thông thường. Với S10, S10 cộng thì chúng ta sẽ chỉ có 3 camera mà thôi. Thì trên cái mặt lưng của chiếc máy này chúng ta đã xuất hiện thêm một camera nữa, nó là camera TOF. Và cùng 3 camera thông thường này thì nó cũng sẽ có độ phân giải cũng như là cái chất lượng tương tự như S10, S10 cộng mà thôi. Nên là mình cũng không cần phải nhắc lại cái phần thông số làm gì cho nó dài dòng. Và chủ yếu là mình sẽ nhấn mạnh vào camera TOF này. Thì cái chiếc Samsung Galaxy S10 5G này thì nó sẽ nhấn mạnh về khả năng sử dụng AR trên cái băng tần 5G. Nên chắc chắn cái việc xuất hiện thêm cái camera TOF này nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong việc các bạn sử dụng nó để chơi một số tựa game AR, game thực tế ảo, hay là sử dụng nó với một số chức năng khác, hoặc thậm chí nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái camera này chụp ảnh xóa phông một cách tốt hơn so với cái việc là không có camera TOF. Thì đấy là những cái điểm mà chúng ta có lợi hơn trên chiếc Samsung Galaxy S10 5G. Có một thứ nữa mà chắc chắn chiếc máy này cũng sẽ làm cho các bạn hài lòng, đó là ở cái chiếc S10 cộng thì các bạn đã thấy nó có một kích thước lớn để chứa một quả pin lớn lên tới là 4100 mAh. Thì trên chiếc S10 5G này nó còn mang lại cho các bạn một quả pin lớn hơn với cái dung lượng đó là 4500 mAh. Wow, một quả pin quá trời lớn luôn. Và với cái quả pin lớn như thế thì chắc chắn là nó sẽ mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm để sử dụng pin là cực kỳ tốt. Và mình cũng không bất ngờ nhiều khi mà chiếc máy này có một quả pin lớn, bởi vì chắc chắn với công nghệ 5G thì nó cũng sẽ khiến cho chiếc máy này ăn rất nhiều pin.
Nói chung rằng là dẫu sao đi nữa chúng ta có pin lớn hơn thì cũng vui rồi. Và trên đó là video mình trên tay chia sẻ đến các bạn về chiếc S15G đầu tiên tại Việt Nam. Và các bạn thấy sao về S15G? Nếu như để lựa chọn thì các bạn sẽ mua chiếc máy này với mức giá 26 triệu hay là các bạn vác 26 triệu đi mua cái chiếc S10 cộng phiên bản chính hãng? Xin một comment để lại cái sự lựa chọn của các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.